Hi xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Channel. Sau một thời gian ra mắt chiếc Oppo F5 thì Oppo lại tiếp tục ra mắt một sản phẩm phiên bản khác nữa là Oppo F5 Youth. Vậy thì Oppo F5 Youth có điểm gì đặc biệt khác với Oppo F5? Thì bây giờ mình sẽ đập hộp con Oppo F5 này full box. Giá hiện tại của nó tầm khoảng 6 triệu đồng thôi. Vậy thì nó có xứng đáng chúng ta bỏ tiền để mua hay không? Thì mời các bạn cùng xem tiếp video nhé. Và bây giờ trước khi bước vào nội dung chính thì mình sẽ nói sơ qua về cái hộp. Cái hộp thì có thiết kế cũng y như là chiếc hộp của Oppo F5 thôi, nhưng mà có một điểm khác biệt lớn nhất là có chữ Youth màu trắng nằm trên cái khung màu ánh kim. Rồi bây giờ đến cái công đoạn mà hồi hộp nhất là mình sẽ mở hộp. Rồi. Đây là chiếc máy của chúng ta. Để vào bên thì có một cái khay để máy. Để coi có gì khác biệt hay không nha. Rồi, cũng có một cây để cho chúng ta lấy sim. Bên trong cũng là một cái ốp lưng nhựa dẻo trắng trong như là chiếc Oppo F5. Cũng không có gì khác biệt, tuy là nhựa dẻo trắng trong nhưng mà nó cũng hơi cứng một tí. Rồi, đây là sách hướng dẫn. Ngoài ra thì chúng ta cũng có một cái củ sạc màu trắng, cũng y như cũ thôi, không có khác biệt gì mấy. À, và một dây tai nghe, một dây sạc USB, một dây sạc micro USB. Dĩ nhiên là không phải dây sạc USB Type-C rồi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi vào chiếc máy. Hiện tại thì bên tay phải của Quang Thông là chiếc điện thoại Oppo F5, còn bên trái là Oppo F5 Youth mới vừa mở hộp. Thì nhìn thiết kế bên ngoài thì kiểu dáng thì rất là tương đồng, không có gì khác. Ngoài thiết kế của Oppo F5 thì phía trên đây có một cái dây anten màu trắng bạc, còn Oppo F5 Youth thì đã không còn nữa, cái cạnh trên và cạnh dưới luôn. Còn về chất liệu thì thiết kế chất liệu thì phía trước vẫn là hai cái mặt kính và phía sau là một cái vỏ nhựa nhám khá là bám với vân tay. Tuy nhiên thì với cái màu màu vàng này thì mình cảm thấy là nó ít bám hơn, tuy là vẫn bị bám vân tay nhưng mà không có thấy rõ bằng cái con Oppo F5 màu đen đó. Các bạn có thể nhìn thấy rất là bám vân tay. Về thiết kế bên ngoài thì như mình đã nói là nó không có điểm gì khác biệt ngoài cái viền anten màu ánh kim, màu ánh bạc cho chiếc điện thoại Oppo F5. Còn về cấu hình bên trong thì như thế nào? Cấu hình bên trong thì không có điểm gì khác biệt ngoài việc là bộ nhớ RAM của chiếc điện thoại Oppo F5 Youth là 3GB, còn Oppo F5 thì là 4GB. Còn tất cả những thứ còn lại, ví dụ như là về chip sử dụng thì cũng là Helio P23, cũng chạy trên nền tảng Android 7.1 với phiên bản HoloOS đến từ nhà Oppo. Và bộ nhớ ROM thì cũng là 32GB, không có điểm gì khác biệt cả. Còn về dung lượng pin thì không có điểm gì khác biệt giữa Oppo F5 Youth và Oppo F5, cũng vẫn là dung lượng 3200 mAh. Nếu mà các bạn muốn tham khảo giá bán thì các bạn có thể truy cập vào website của Bạch Long Mobile để mà tham khảo giá bán. Ngoài ra thì tại Bạch Long Mobile khi các bạn mua hàng, đặc biệt là con Oppo F5 Youth này, thì các bạn sẽ được một phần quà là một cái voucher giảm giá 600.000 đồng. Các bạn cảm thấy như thế nào với mức giá tầm khoảng 6 triệu đồng thì con Oppo F5 Youth này có xứng đáng để mua hay không? Nếu mà các bạn muốn mình làm cái gì đó, bất kỳ cái gì đó về con Oppo F5 Youth này thì các bạn hãy comment phía dưới, mình sẽ chép lại thông tin và sẽ thực hiện video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.